bồn bên em tiếp tục ra khơi rồi đi để phục vụ người dùng ha. Dạ, bồn 10.000 lít đứng ha con ta. Bữa trước mới về 3 quả, bữa nay đi luôn 3 quả các bạn. Đi tới xưởng nhuộm, đi tới xưởng gia công bịch bóng. Họ cần bồn nước để đựng nước phòng cháy chữa cháy. Họ cần đựng nước cho lò hơi để là để ủi các bịch á, khi mà chúng bị nhăn. Em không có rõ quy trình về làm bịch bóng, nhưng em cung cấp nguồn nước cho bên xưởng sản xuất bịch bóng. Xe vận chuyển gần nên xe lôi lại được tận dụng. Xe lôi lôi chừng 3 cây số, 4 cây số từ kho bồn đến xưởng của khách hàng là tới đấy. Chúng em lại lên đường bằng xe lôi. Bồn mới về được trà rửa sạch sẽ và hôm nay đến tay khách hàng rồi ạ. Bồn rất đẹp luôn ạ. Đây là chiếc bồn đầu tiên do khách hàng có hai xưởng. Em sẽ ra một chiếc bồn trước, một bồn 10.000 lít này tới một xưởng và còn hai bồn nữa sẽ giao tới xưởng khác. Nó cũng bất kỳ luôn hả? Chứ phải nó là năm, nó không phải là năm kỳ hả? Mẹ nó bất kỳ. Mình ra bằng xe lôi nên không có xe cẩu, do vậy mà phải nhờ anh em bên cạnh, mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa bồn lên. Bồn thì thực sự nó không nặng mà nó hơi cồng kềnh thôi ạ, nó hơi bự thôi. Nếu mà những người thợ thì chỉ cần 2 người hoặc 3 người là có thể đưa cái bồn lên xe lôi được rồi, còn không chuyên thì mình cần nhiều hơn, 3 người đến 4 người, 4 người đến 5 người. Buổi chiều hôm nay ở kho nhà em rất chi là nhiều người, do vậy mà mấy anh tập trung nó hỗ trợ hết mình. Bồn này của khách hàng bên em đã trả tiền trước luôn rồi, do vậy mà bây giờ chỉ có việc giao bồn thôi ạ. Bồn đẹp mà bồn ít gặp, do vậy khách hàng cũng đang cần. Khách hàng rất mừng và trả tiền hết luôn. Bên em thâu được giá rẻ cũng bán rẻ luôn, tự vận chuyển, tự vệ sinh, tự đi giao, giá thành nó được giảm. Chứ mình mà thuê hết thì chắc giá nó sẽ cao hơn. Giá mà đội lên thì những người sử dụng phải chịu thôi. Đành vậy, biết làm sao được. Tại vì nếu mà xa quá thì bên em sẽ không giao được, còn xe lôi. Mỗi lần thuê xe cẩu cứ phải giá từ 2 triệu đổ lên mới có người cẩu đấy, mới có xe tới chuyển đấy. Còn bây giờ là mình tự vận chuyển được nên giá thành giảm xuống. Rất vui mừng và cảm ơn khách hàng đã là khách hàng của bên em. Chúng em rất biết ơn vì khách hàng đã ủng hộ. Thứ nhất là gần gận, tiện cho cả hai bên. Của bên em bán lúc nào cũng có bảo hành, thì có vấn đề gì là gọi cái nhân viên tới, xa thì cũng tới mà vất vả hơn một chút. Thợ thì toàn thành phố thôi, nhưng gần thì vẫn lợi thế hơn, không ạ? Đi bằng xe nào thì cũng vẫn phải buộc phải chằng à, phải chằng chắc chắn. Thứ nhất là đi không có sóc, không bị chạch ra, sẽ không móc bồn. Chứ đường nông thôn mà ổ voi ổ gà nhiều lắm ạ.
Mình ràng cứng lại, đi nó sẽ không bị móc bồn, không bị chảy bồn. Nên càng kỹ càng bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Dạ, vậy là xong chiếc bồn đầu tiên ha. Bây giờ là chúng em đi giao. Lát nữa giao tiếp hai quả bồn còn lại. Em sẽ lại lên đây, chắc có lẽ lần này sẽ livestream trực tiếp ha. Máy cũng sắp hết pin. Do vậy mà em sẽ chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video sau. Tạm biệt mọi người nha. Bồn 10.000 lít, Hát Văn Ta đã xuất.